Thành ơi. Nữa hả? Ừ, nhưng nó lạ lắm. Đủ rồi. Sao? Hả? Đủ cái gì? Em nói đủ rồi. Anh có biết trong cái nhà này, từ cái ly tới cái chén, kể cả cái bức tranh đó đó, là do anh vẽ. Không có gì trong nhà này liên quan tới em hết á. Em không thể lừa dối chính em được nữa. Anh hãy trở lại là chính mình đi. Trở lại đi. Mày tìm cái gì nữa? Mày định tự lừa dối bản thân mày đến bao giờ? Lừa dối cái gì chứ? Mày là thằng nào vậy? Hả? Ngon ra mặt đây coi. Chấp nhận sự thật đi. Chấp nhận cái gì? Thằng Thành á, nó chết rồi. Thành ơi! Thành!
ba mẹ mày cũng nói nữa. Nhưng em chết mà cũng cứu hôm nay. Chết nhát thằng hèn. Xin lỗi mà. Xin lỗi. Xin lỗi mà.